giờ là mình sờ lông cho một con thố khoe. Này nó có một vài sạc nữa anh em nghe. Thì con chim này là đương thời là một chim mồi chiến nha anh em, rất là sát thủ. Nhưng mà nói chung là bây giờ nói chung là nó cũng đã thuần lắm rồi. Và nó không có con gù mà ví dụ như lúc trước nó còn đương thời nữa. Nói chung là nó đã bỏ gù rồi. Vì anh em chơi mà ép quá, vinh đất rồi vinh đủ thứ hết thì nó cũng để bỏ gù rồi. Nó chỉ đi làm bẹo thôi, hoặc là đưa trong nhà ghế tiếp khách chơi, hoặc là đấu thôi, là nó mới đúng sở chuồng nó, cho con anh em đừng bị nhử nữa. Thì con chim này là một con chim chỉ cần mà trong nhà mà những con ngồi ghế hoặc ngồi ghế, nói chung là cái nước của nó chanh rồng rất là ác, thúc là nó đổ, thúc là nó đổ thôi. Một ngày nó gù không biết bao nhiêu chàng mà nói nha anh em. Còn nó là mọc hậu tiếng cực kỳ tốt và nó rất là sát bội. Nói vừa sát bội thì tuyệt vời. Mình sẽ cố gắng bỏ quay cho kỹ anh em xem nha. Đây, giờ mình làm một cái lông thiệt đẹp. Cái câu đây thì anh em thấy cũng đã mưa rồi nha anh em. Đó, ba cái hũ dàn cầu. Lòng này thì bằng nhôm, lòng này chơi cả đời thôi, cũng không phải gọi là gì là giá trị lắm, nhưng mà rất là đẹp nha anh em. Đó. Con này là to, dài, thù thớ thì tuyệt vời. Con này thì đương thời là bắt là không biết bao nhiêu bối mà nói nha anh em. Đất về lòng lá, nhưng mà này là nó để chỉ dùng chơi cảnh thôi. Thì hôm nay mình đưa cho anh em, ý là mình cũng không có quay gì nói phóng đại vào nó, nhưng mà có sale thì mình nói vậy thôi. Anh em phụ thủ chơi nhận hiểu nó lúc trước là nó rất là cuốn gù nha anh em. Sau này bắt quá đúng thời điểm, nói chung tới đó là nó sẽ hư thôi. Giờ làm chim cánh đỡ ghế thì anh em nghe cái tiếng nó, phong thái của tiếng giống của nó không là anh em nghe chỉ là im tai thôi. Còn đấu, đấu thì anh em không cần suy nghĩ, anh em đấu bao nhiêu cũng được đó nha anh em. Anh em mà đỡ mà trong nhà mà anh em mà đem tới chim mà chỉ cần mở miệng lên là nó tư chàng này tên chàng nào nó đổ thôi. Nó là nước, nó là nước thúc gu, nghĩa là con chim này thúc lên là phải có gu thôi nha anh em, chứ còn không phải là có chim rồi nó mới gu, nó thúc lên là nó gu thôi. Chào hết tất cả nhà anh em nha.